Tôi lập tức đưa cô đi thầy Lan chữa trị mà. Đi nha, đừng có la nữa. Ê, chờ đã. Có thật là tiểu thơ của mấy người không? Chuyện đó đương nhiên rồi. Nếu không tôi đâu có cổng cô ấy làm gì. Theo ta nghĩ, tiểu thơ giàu có mà ra ngoài nha thì phải ngồi kiệu, bên cạnh phải có A Hoàng theo hầu. Ngược lại, cô ấy bị các người trói tay. Do đó nhất định là cô ấy bị các người bắt cóc đúng không? Các người muốn làm gì? Thả cô ấy ra. Người muốn chết sao? Chết cái này nè. Ê, đây là cái gì? Ê, quên lùng ra đi. Hả? Nguy rồi, sợi chỉ trên bộ đồ của ả. Cái gì? Nguy rồi. Để tôi tìm. Ê, lần ra. Ê.